Điều hòa nội địa Nhật mới nguyên thùng giá rẻ. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho Nhật. Khi tôi lên các cái clip về các cái mẫu điều hòa nội địa Nhật mới nguyên thùng giá rẻ thì tôi thấy là khách quan tâm rất là nhiều. Còn clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu điều hòa à, nội địa Nhật mới nguyên thùng. Tiếp tục series là giá rẻ các bạn nhé. Đến thương hiệu Panasonic. À, đầu máy là 36 tương đương với là máy 14.000 BTU. Là một cái công suất này ạ các cái điều hòa Việt Nam chúng ta sẽ không thấy có cái công suất 14.000 BTU mà chúng ta chỉ thấy có công suất từ 9, 12 và đến 18 thôi đúng không ạ? Với các cái mẫu máy 14.000 BTU này thì chúng ta sẽ lắp cho các diện tích phòng đâu đó loanh quanh khoảng tầm 20 dưới 20 mét vuông các bạn nhé. Đây là một mẫu điều hòa của Panasonic hàng full chức năng hay còn gọi là bản VIP ấy. Nó sẽ được tích hợp đầy đủ tất cả các công nghệ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem chi tiết xem là mẫu điều hòa này nó có những công nghệ gì hay và giá của nó là bao nhiêu và tôi sẽ cầm máy quay để tôi cho các bạn xem cho chi tiết nhé. Trước mắt các bạn đây là một cái mẫu điều hòa Panasonic công suất là 14.000, đầu máy 36. Để chúng ta lắp được cho phòng dưới 20 m. Đây là dòng full chức năng. Thường thường thì các bạn phun chức năng cái mặt lạnh này nhìn rất là cồng cành, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái bản Panasonic này nó rất là nhỏ gọn. Thiết kế đẹp, các bạn nhìn này. Mặt của nó là thiết kế vòng cong, nhìn rất là mềm mại. Kích thước chiều dày này, của nó chỉ ngang với lại một cái mẫu điều hòa phổ thông thôi có nghĩa là điều hòa bản cơ bản đấy nhìn cực kỳ gọn gàng nhưng mà được tích hợp đầy đủ tất cả mọi tính năng thế nên rất nhiều khách hàng thích cái thiết kế của cái mẫu điều hòa này điều hòa mới nguyên thùng luôn hàng chưa qua sử dụng Model của nó là EX 360 riêng dòng EX thì nó có một thiết kế đặc trưng như thế này rất đẹp các bạn nhé hiện tại bây giờ nhà tôi cũng đang dùng hai mẫu dòng này hôm nào mà có điều kiện ở nhà riêng tôi sẽ quay clip chi tiết cho các bạn xem như chia sẻ ở đầu clip thì là bản full chức năng nên nó sẽ được tích hợp đầy đủ tất cả mọi công nghệ và các bạn nhìn này dòng Elia này là dòng cao cấp của Panasonic nhá chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là nó sẽ trang bị chúng ta công nghệ diệt khuẩn bằng nano x như tôi từng chia sẻ rất là nhiều các clip mà về tủ lạnh của nhật ấy thì những mẫu mới nhất bây giờ của Panasonic chúng ta sẽ được dùng cái thế hệ diệt khuẩn mới nhất đó chính là thế hệ diệt khuẩn bằng nano x này công nghệ diệt khuẩn nano này nó là cái công nghệ độc quyền của thằng Panasonic và cũng là cái công nghệ diệt khuẩn tốt nhất trong tất cả các thương hiệu điều hòa khác nhau đó và thế hệ nano x này là thế hệ mới nhất phân tử nano nhỏ gấp 10 lần phân tử nano thông thường ở các đời trước công nghệ ai trí tuệ nhân tạo này đây là một công nghệ cực kỳ hay luôn trí tuệ nhân tạo đấy và cũng là công nghệ của tương lai luôn các bạn nhé nó sẽ thay con người để nó điều chỉnh các cái tính năng làm sao phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta đây là công nghệ kết nối điện thoại mạng lan wifi này đấy rất nhiều công nghệ hay Ngoài ra nó sẽ được trang bị các cái công nghệ tốt cho sức khỏe nữa, ví dụ như kiểm soát độ ẩm tự động. Chúng ta được biết ấy, thì là độ ẩm ở trong phòng điều hòa thường thường nó chỉ đạt khoảng tầm 30 đến 40% thôi. Rất khô, đúng không ạ? Thì một cái mẫu điều hòa của Nhật như này nó sẽ hạn chế tối đa cái việc khô da của chúng ta. Nó bù ẩm tự động luôn. Cân bằng độ ẩm tự động. Đây là hệ thống auto clear, tự làm sạch lưới. Đây là cái dây để dẫn bụi này các bạn này. Chúng ta sẽ để phụ kiện ra ngoài. Đây, lại hệ thống tự làm sạch lưới. Hệ thống tự làm sạch lưới Clear có cái dòng Pala nó sẽ khác các dòng khác một chút. Nó có hệ thống quét lưới từ bên này các bạn nhìn này. Đấy nó như cái chổi khi các bạn chạy bắt đầu nó sẽ quét đi quét lại sang hai bên này này. Đấy để làm sạch cái lưới này. Khi cái lưới này nó luôn sạch thì cái hệ thống tản nhiệt của dàn điều hòa này nó sẽ được đảm bảo tốt hơn và nó sẽ lưu thông gió tốt hơn, đảm bảo độ lạnh và tiết kiệm điện hơn. Đấy là tác dụng của nó. Đằng sâu trong này chúng ta thấy là có cái màng lọc Hepa để lọc không khí này. Đấy, lọc không khí. Đầy đủ tất cả mọi công nghệ để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Đảo gió đa chiều các bạn nhé, đảo trong đảo ngoài. Đảo gió đa chiều luôn, đảo tự động. Nhìn chung là các cái công nghệ thì chung quy lại đấy, cũng là để cho chúng ta một cái chất lượng không khí tốt. Và có một cái điều rất là quan trọng khi chúng ta đi mua điều hòa đấy mà chúng ta luôn luôn quan tâm đấy chính là nó chạy phải êm, đúng không ạ? cái Palasolic này nó chạy sẽ rất là êm. Nói ngắn gọn lại là nếu các bạn mà dùng các cái mẫu phun chức năng này, những mẫu cao cấp này các bạn chạy không không dùng mà không phê nó thật các bạn tôi không lấy tiền luôn. Tôi tự tin như vậy luôn đấy các bạn. Nó cho chúng ta một cái chất lượng không khí cực kỳ là tuyệt vời. Đáng đồng tiền luôn. Vì làng chúng ta thì hiện tại chưa sản xuất được ra các cái mẫu điều hòa cao cấp như thế này. Còn đến bao giờ thì tôi cũng chưa biết. Rất nhiều khách quan tâm đến điều hòa, đặc biệt là những mẫu điều hòa mới này. Đấy, hiện tại bây giờ mẫu điều hòa Palasolic này đang được kho Nhật Bùi Huy bán ra với mức giá là và nó chỉ có một mẫu duy nhất thôi, thế nên chúng ta hãy nhanh tay để sở hữu nó các bạn nhé. Nếu các bạn mà đang có một cái diện tích phòng khoảng 20 dưới 20 mét thì chúng ta không nên bỏ qua mẫu điều hòa này. Bình thường ấy chúng ta mua các cái sản phẩm khác thì người ta hay nói là một đời ta muôn vàn đời nó. Thế nhưng những mẫu điều hòa nội địa của Nhật, này, những sản phẩm nội địa của Nhật này, thì nói thật với các bạn là chúng ta uh, mua một cái mẫu điều hòa này chúng ta dùng không biết bao giờ nó mới hỏng luôn hiện tại thì kho Nhật bù Huy còn rất nhiều điều hòa mới đã hàng về liên tục luôn khách hàng thì bảo là em ơi livestream đi để bán cho nhanh tại vì nhu cầu thì nhiều mà thế nhưng mà tôi cũng không muốn bán livestream vì livestream thì khách hàng sẽ không đủ thời gian để chúng ta có thể biết được các cái tính năng công nghệ của nó và biết được cái tình trạng của máy đấy thế nhưng mà điều hòa mới này chúng ta cũng dễ mua hơn thế là chắc thời điểm tới là tôi sẽ livestream để bán được các bạn sẽ tham xem tham khảo được là nhiều mẫu hơn, tại vì mỗi một clip tôi lên thì chỉ giới thiệu đến được một mẫu thôi, Đấy, đây chỉ là một kho thôi, còn rất nhiều điều hòa mới nữa. đợt tới này thì tôi sẽ livestream trên các cái nền tảng ví dụ như là tiktok này, uh, youtube này, fanpage này, Thế nên các bạn hãy ấn đăng ký kênh để chúng ta theo dõi các cái livestream hàng mới nguyên thùng giá rẻ nhé. giá tôi lên clip này giá đã quá rẻ rồi, thế nhưng mà giá lên livestream sẽ còn rẻ hơn nữa, đó hàng mới này chúng ta lên mua của trên livestream tại vì hàng mới thì quan trọng là về giá thôi đúng không ạ thế nhưng mà cái hàng cũ hàng đã qua sử dụng thì khuyên chân thành các bạn là không nên mua trên livestream và clip sau tôi sẽ chia chia sẻ cụ thể hơn về cái vấn đề này các bạn nhé hàng hiện tại đang có sẵn tại kho nhật Bùi huy các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để tư vấn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau